chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Những cái điểm khác biệt giữa phiên bản Ducati Super Sport 950 2021, cái bản tiêu chuẩn và bản S là gì? Ducati Super Sport 950 2021 vừa chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ. Cái mẫu Sportbike này là phiên bản sẽ có hai biến thể chính là phiên bản tiêu chuẩn và bản S. Cái sự khác biệt chính giữa chúng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu clip bên dưới nhé. Mặc dù có hai biến thể Ducati Super Sport 950 2021 hoàn toàn mới thì được trang bị cho mình động cơ giống nhau. Cái có động cơ là 2 xăng 937cc, có cùng cái công suất mô men xoắn là 110 HP và cái mô men xoắn là 93 Nm. Nhưng cái phiên bản S lại mang tính chất thể thao hơn so với cái mô hình tiêu chuẩn. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của cái chiếc Ducati Super Sport 950 2021 sẽ đi kèm với mình một cái phuộc trước đến từ Marucci 43mm cho phía trước, trong khi phía sau là một cái giảm sốc của sắt. Cả hai hệ thống treo đều có thể điều chỉnh dễ dàng theo cái nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, phiên bản Ducati Super Sport 950S 2021 lại có hệ thống treo đến từ Holin với cái đường kính là 48m cho phía trước, cho cái độ nhúng im máy tối đa nhất. Còn cái phía sau cũng là cái giảm sốc đơn đến từ Holin, tích hợp thêm cái bình khí nén và cả hai có thể điều chỉnh hoàn toàn. Cái hệ thống treo cũng có một vài khác biệt về mặt màu sắc giữa hai cái biến thể Ducati Super Sport 950 2021. Cái phiên bản tiêu chuẩn sẽ có một màu duy nhất là đỏ Ducati Red với cái khung màu đỏ và cái vành bánh xe màu đen. Mặt khác thì Ducati Super Sport 950S 2021 lại có hai màu cho khách hàng tùy chọn, cụ thể chính là cái gam màu trắng Arctic White và một cái gam màu đỏ Ducati Red cũng tương tự phiên bản tiêu chuẩn. Và đó là những điểm khác biệt chính giữa hai cái biến thể Ducati Super Sport 950 2021 hoàn toàn mới. Còn nói đôi chút về mặt giá cả, cái chiếc Ducati Super Sport 950 2021 phiên bản tiêu chuẩn thì có mức giá là 13,49 Lux Idea, tương đương là 414 triệu đồng, trong khi phiên bản Ducati Super Sport 950S 2021 với mức giá là 15,49 Lux Idea, tương đương là 476 triệu đồng cho cái phiên bản màu đỏ. Còn đối với phiên bản màu trắng, mức giá mắc hơn, 15,69 Lux Idea, tương đương khoảng là 482 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, share, subscribe.